Phi chính trị hóa quân đội là âm mưu cực kỳ nham hiểm, nằm trong tổng thể chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Mục tiêu của chúng là làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của quân đội, nhằm vô hiệu hóa quân đội, biến quân đội không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trước các sự kiện chính trị quan trọng mang tính dấu mốc, các thế lực thù địch thực hiện chống phá quân đội ta một cách toàn diện về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ các vấn đề cơ bản về chính trị, bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, đến những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, về cơ cấu, tổ chức, vũ khí trang bị. Toàn bộ các hoạt động của chúng đều chống phá trực diện vào nền tảng tư tưởng, chính trị của quân đội ta. Âm mưu làm cho quân đội mất phương hướng về chính trị, xa rời về bản chất cách mạng, rệu rã về tổ chức, mơ hồ về bạn thù, dẫn đến tê liệt, mất sức chiến đấu. Đặc biệt, khi đất nước ta đang gần tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các thế lực thù địch ngày càng giáo diết chống phá, triệt để lợi dụng mọi vấn đề để thực hiện âm mưu phi chính trị hóa quân đội. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chống phá của chúng trên các nội dung chủ yếu sau. Thứ nhất, tăng cường xuyên tạc, phủ định mục tiêu lý tưởng chiến đấu và bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội. Chúng nhận thấy rằng vấn đề bản chất giai cấp là vấn đề cốt tử của mọi quân đội. Chỉ phi chính trị hóa quân đội khi đã xóa bỏ bản chất giai cấp của quân đội ta. Thứ hai, chúng tăng cường phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội. Chúng biết rõ rằng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng vững chắc của quân đội nhân dân Việt Nam. Để phi chính trị hóa quân đội, các thế lực thù địch điên cuồng xuyên tạc, bôi nhọ, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, với mục tiêu chỉ cần tạo ra được không gian rỗng về tư tưởng, sau đó nhồi nhét lý luận phản động, chủ nghĩa tư sản vào quân đội, gây hoang mang dao động về nhận thức, mất phương hướng về hành động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Thứ ba, phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội. Bởi lẽ, sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Để thực hiện ý đồ, chúng đưa ra nhiều luận điệu tuyên truyền, lừa dối, triệt để lợi dụng khuyết điểm, hạn chế của ta trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách để xuyên tạc đường lối. Thứ tư, chúng tìm mọi cách phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân. Bản chất truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là đoàn kết quân dân, đặc biệt đối với đội quân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Hơn 75 năm qua, nhân dân luôn che chở, đùm bọc quân đội. Ngược lại, quân đội ra sức chiến đấu để bảo vệ nhân dân. Vì thế, trong âm mưu phi chính trị hóa quân đội, các thế lực thù địch luôn tìm cách phá vỡ mối quan hệ mật thiết đó. Thứ sáu, triệt để tận dụng không gian mạng để kích động chống phá. Trước sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, chúng lợi dụng các phương tiện thông tin, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube để chống phá. Một mặt, chúng lợi dụng không gian mạng để thực hiện chiến tranh tâm lý, móc nối với cán bộ của ta trước đây đã vi phạm để lôi kéo, khai thác thông tin, làm cơ sở chống phá. Mặt khác, làm suy giảm hiệu lực công tác tư tưởng của quân đội, làm nhiễu loạn thông tin, lái tư tưởng của quân đội sang chiều hướng có lợi cho chúng. Âm mưu phi chính trị hóa quân đội rất rõ ràng và nguy hiểm. Sự tác động và ảnh hưởng của vấn đề này là rộng lớn và ngày càng mạnh mẽ trên các vấn đề xây dựng quân đội. Do đó, việc định hướng về tư tưởng và nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là cấp thiết và quan trọng hàng đầu. Thực hiện đồng thời việc định hướng tư tưởng và đấu tranh chống âm mưu phi chính trị hóa quân đội là nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết